Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Vũ Hương sẽ cùng với các bạn chúng ta thực hiện bài tập về chiến binh 3. Đây là một bài tập giúp cho chúng ta cải thiện sự thăng bằng, tăng cường và củng cố sức mạnh cho các vùng bàn chân, cổ chân, toàn bộ vùng cơ đùi và cơ bụng của mình. Bên cạnh đó, đây là bài tập rất tuyệt vời giúp cho chúng ta cải thiện sự săn chắc và tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Tuy nhiên, với ai chúng ta đang gặp các vấn đề về huyết áp cao, chúng ta cần lưu ý trong quá trình thực hiện. Trước khi bắt đầu bài tập này, chúng ta còn có một số lưu ý nhỏ nhỏ như sau. Để khắc phục một số lỗi chúng ta hay gặp phải, chúng ta cần kích hoạt toàn bộ vùng cơ đùi, cơ bụng và hai vai trong quá trình mình luyện tập. Làm sao cho cột sống của mình được vươn dài, toàn bộ cơ đùi của mình lúc này được kích hoạt và tránh việc ưỡn đầu gối ra sau. Hai hông của mình luôn cân nhau và trên một đường thẳng. Vâng, chúng ta cùng bắt đầu thực hiện bài tập này. Chúng ta cùng đứng trong tư thế thoải mái, rút nhẹ bụng lại, cuộn đốt sống cụt đi xuống thảm và về phía trước. Kích hoạt vùng cơ bụng, rút cơ đùi đi về phía hông. Bám chặt toàn bộ lòng bàn chân xuống thảm. Hít vào, hai tay của mình lên cao, kéo căng toàn bộ cột sống. Sau đó chuyển trọng tâm sang chân phải. Chân phải là chân trụ, rút cơ đùi đi về phía hông. Từ từ nâng chân trái của mình đi về phía trước, gập mũi bàn chân để cải thiện sự thăng bằng. Mình lưu ý hai hông của mình luôn cân nhau và trên một đường thẳng. Sau đó chúng ta từ từ vươn dài cột sống đi về phía trước, kích hoạt cơ bụng và làm sao cho mình hạn chế sử dụng cơ lưng. Mắt nhìn song song với mặt sàn, ổn định chân phải, vươn dài đỉnh đầu về phía trước. Chúng ta giữ ở đây và bắt đầu quan sát vùng hông, vùng cơ bụng của mình, làm sao cho cột sống lúc này được thoải mái và cổ được vươn dài. 3 2 1 Sau đó mình thở ra, mình quay về lại với tư thế ban đầu. Rồi từ từ hạ chân thoát khỏi tư thế. Sau đó chúng ta đổi sang bên còn lại. Chúng ta vừa thực hiện xong tư thế chiến binh 3. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của Vũ Hương sẽ giúp cho các bạn tăng sự cảm nhận về tư thế và đạt lợi ích cao hơn khi thực hiện bài tập này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tiếp theo.